Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh của chúng tôi. Hy vọng chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật thoải mái. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ. Được chồng tháp tùng, Lâm Khánh Chi ngất xỉu trong đám cưới người yêu cũ. Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe, ngất xỉu trong đám cưới của người yêu cũ. Vừa qua, Lâm Khánh Chi đã đứng ra tổ chức đám cưới cho 10 cặp đôi thuộc cộng đồng LGBT. Đặc biệt, trong những cặp đôi này có người yêu của Lâm Khánh Chi. Được biết, người này tên là Khánh và từng hẹn hò với cô khi chưa chuyển giới. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Và nay, Lâm Khánh Chi lại đứng ra làm chủ hôn cho người yêu cũ cùng nhiều cặp đôi khác. Trong hôn lễ, Lâm Khánh Chi gặp vấn đề về sức khỏe, bà mẹ một con đã ngất ngay tại sự kiện khiến cho ông xã Phi Hùng lo lắng. Sau đó, chồng Lâm Khánh Chi lên tiếng về sự việc. Thương vợ tôi ghê, mình còn muốn ngất, nói chi vợ. Nào là lo lắng, không ngủ được cả tuần, rồi sợ xấu, không ăn nhiều, rồi còn phải đang bệnh cảm trong người. Rồi nào là quần áo mặc trên người, nặng nề gần 10kg, nào là nóng, nghĩ mà thương. Mong vợ nghỉ ngơi nhiều hơn vì đã tổ chức thành công cho các bạn. Chuyện còn lại cứ để anh lo vợ nhé. Em chỉ cần nghỉ ngơi, thế giới để anh lo. Cố lên mau khỏe nha bà xã. Sau khi kết hôn, Lâm Khánh Chi khiến cho nhiều người phải ganh tị vì có một người chồng tâm lý chiều vợ con. Sau khi đón con trai đầu lòng bằng tinh trùng của mình với phương pháp mang thai hộ, Lâm Khánh Chi tiếp tục lên kế hoạch sinh đứa con thứ hai bằng chính tinh trùng của ông xã Phi Hùng. Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi muốn đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho ông xã và gia đình nhà chồng, đồng thời cũng là báo đáp lại tình yêu mà chồng luôn quan tâm kể từ khi đón con trai đầu lòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.